Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người nha. Và lại là mình Phong Cận TV đấy các bạn ơi. Và mấy bạn đang thấy mình đang đứng ở đâu không? Đây là nhà tắm của mình các bạn ạ. Thì hôm nay mình đang chuẩn bị thay đồ để mình gọi là đi lên Sài Gòn mọi người ạ. Sắp tới đây là Hero Team bọn mình sẽ có một cái buổi đi công tác ở Sài Gòn. Bởi vì công việc ở trên Sài Gòn cho bọn mình phải đi thôi. Thì rảnh rảnh thì mình quay vlog lại cho anh em xem nè. Và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký hoặc cho kênh YouTube của mình nha mọi người nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau thay đồ và lên Sài Gòn thôi. Thay đồ nha, đừng nhìn. Ok bạn ơi, thì mình đã thay đồ xong rồi đây. Đây, xin giới thiệu bạn à, đây là một cái áo bomber mọi người ạ. Đấy, các bạn thấy cái áo này đẹp không? Đấy. Thì cái áo bomber này hiện tại đang khá là hot. Cho nên là mình đã quyết định là mình mua gọi là hai cái mọi người ạ. Một cái cho mình nè, và một cái cho Sam. Và hai cái y hệt nhau luôn nha. Ấy, đồ cặp mọi người ạ. Ok, nhìn khá là đẹp đấy chứ nhờ. Tại vì nó đang hot cho nên mình đã mua một cái để mặc cho nó ngầu và nhìn cũng khá là ngầu ấy chứ. Ok, và đây xin giới thiệu các bạn, mình mới vừa sắm cho mình thêm một thứ rất là đặc biệt luôn, các bạn thấy gì không? Đây, chắc chắn những bạn nào mà gọi là có dùng cái này thì chắc các bạn sẽ biết. Xin hiệu bạn, đây là hai cái răng kim cương mọi người ạ. Rồi, ok bạn ơi, đấy, rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần gắn vô cái là xong thôi. Nhìn nụ cười tỏa nắng nha. Ok, khá là đẹp. Đi chơi nào, let's go. Ok mấy bạn ơi, và hiện tại là mình và Sammy đang ở trên taxi để đi đến sân bay đây. Và hôm nay chắc chắn sẽ là một cái chuyến đi Sài Gòn rất là vui và thú vị luôn mọi người ơi. Ôi trời ơi, lắc quá. Trên xe taxi cho nên nó hơi lắc mọi người ạ. Ok, và để xem coi chuyến đi Sài Gòn lần này của bọn mình có gì vui nha. Mấy bạn nhớ đón xem nha. Hey, và hôm nay thì mình và Sammy hiện tại đang gọi là đi máy bay bằng vé hạng thương gia mọi người ạ. Và những bạn nào mà chưa đi hạng thương gia bao giờ thì hôm nay mình sẽ cho các bạn biết hạng thương gia có gì VIP nha. Mình thì mình cũng đi khá nhiều lần hạng thương gia rồi, nhưng mà lâu lâu đi lần thôi chứ tiền đâu đi hoài. Ta-da. Sướng. Sam, cảm nhận đầu tiên của Sam khi đi hạng thương gia là như thế nào? Được ngồi, được ăn. Được ăn à? Hết rồi. Cũng gì. Quá trời đồ ăn luôn. À khoan, cũng chưa nhiều lắm ha. Tính ra cũng có mấy lon nước với lại mấy cái bánh thôi. Một tí nữa bọn mình có gọi mì mọi người ạ. Thì đi khi đi hạng thương gia thì các bạn có thể gọi là được ăn buffet ở trong phòng hạng thương gia rất là vui luôn. À đây, mì tới. Dạ em cảm ơn chị. Đây. Nhìn hấp dẫn chưa các bạn? Sammy đang ăn mì rất là ngon lành luôn các bạn ơi. Sáng giờ chuẩn bị để bay cho nên là không ăn gì hết trơn. Các bạn xem nè, đó. Khi các bạn đi hạng thương gia thì mình nói thật là hạng thương gia của Vietnam Airlines là gọi là tốt nhất mọi người ạ. Bởi vì giờ đây các bạn có thể có một cái phòng riêng để có thể ngồi nghỉ ngơi, và có cả đồ ăn cho các bạn có thể lấy thoải mái hoàn toàn miễn phí nha. Rất là xịn luôn. Một tí nữa lên máy bay còn được gọi là thêm đồ ăn trên máy bay nữa cơ. Sam ơi, một tí nữa Sam sẽ được trải nghiệm cảm giác được ăn trên bầu trời. Được ăn cơm trên trời. Như các bạn cũng đã biết thì hiện tại là Phong đang giảm cân mọi người ạ. Cho nên là Phong phải hạn chế ăn đồ ngọt và bánh kẹo lại. Cho nên là cái đống bánh này là mình lấy cho Sam nha, chứ mình không ăn nha. Mà khoan đã, các bạn xem đây. Mấy bạn sẽ thắc mắc tại sao mình lại uống Pepsi đúng không? Thì đây chính là Pepsi không calo mọi người ạ. Đây là Pepsi uống không calo nha. Và nói chung là lâu lâu mình thèm Pepsi á, thì mình sẽ uống Pepsi không calo rất là tốt luôn. Đấy. Và hôm nay do là sáng giờ mình chưa ăn gì hết trơn á, cho nên là mình mới ăn mì thôi. Chứ bình thường là Phong ăn thịt thôi chứ không ăn tinh bột nha các bạn. Nhưng mà nói chung là đói quá phải ăn. Ăn thôi. Trời cái gì vậy? No căng bụng rồi các bạn ơi. Sammy đang ngồi bấm điện thoại. Đó bạn coi. Ăn quá trời quá đất luôn. Đấy. Lon Coca thì mình chỉ mới uống được có mấy ngụm thôi. Vẫn còn nhiều lắm mấy bạn ạ. Nhưng mà nói chung là mình lấy mình phải uống cho hết chứ không thôi bỏ rất là phí, mọi người hiểu không? Hãy Sammy ăn mì kiểu gì mà Sammy chừa quá trời Sam. Không, tại vì ăn không đủ, ông bảo là tí nó chừa bụng lên ăn. chừa bụng tới nó lên máy bay ăn trên máy bay à. Ok. Ok, rồi, chắc là mình uống hết lon Coca này, sau đó mình sẽ lên máy bay mọi người ạ. Tại vì cũng đến giờ rồi. Đi thôi. Phải ăn đâu.
Ừ ha, vé máy bay từ đâu ta? Nani? Ok mấy bạn ơi, ăn no say rồi và đến giờ đi lên máy bay rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ đi máy bay đây. Lên trên máy bay thôi mọi người ạ. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ vâng, em cảm ơn. Hey, đi thôi. Mày coi bà Sammy kìa. Bà đi trước bà bỏ mình luôn kìa bạn. Vậy mà kêu thương người ta. Đi bỏ người ta luôn. Lên xe thôi mấy bạn ơi. Thì khi mà các bạn đi hạng thương gia thì các bạn sẽ được có xe riêng đến đón nha các bạn. Ngồi một mình nó thoải mái lắm mấy bạn ạ. Lên trên cái xe gọi là hạng phổ thông thì sẽ chen chúc khá là đông và sẽ khá là mệt. Cho nên là đi hạng thương gia khá là vui bởi vì có xe riêng. Ngồi thoải mái luôn. Sướng sao? Được ha? Vui ha? Tới máy bay rồi các bạn ơi. Và chúng ta cùng nhau đi Sài Gòn thế nào? Let's go! Sao ngồi ghế nào sao? Một đê. Ơ, vậy là ngồi chung nhau nè. Cứ tưởng là phải ngồi xa chứ. Lên máy bay là phải thắt dây an toàn nha mấy bạn. Sau đó ép nó lại. Ơ, khó bụng lại. Mình cho nó xuống đó. Tạm biệt Huế. Tôi đi đây. Hẹn ngày gặp lại. Ok mấy bạn ơi, và máy bay hiện tại đang cất cánh. Nó chạy nhanh quá là mình cũng bị đau tim mọi người ạ. Mỗi lần có bạn nào sợ giống như mình không? Mỗi lần mà máy bay kiểu như là chuẩn bị cất cánh nó bay lên ấy, là tim mấy bạn sẽ nằm thịt 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 luôn. Ôi trời. Nhanh vãi các bạn ơi. Wow. Oh my god. Các bạn coi chuẩn bị máy bay bay lên này. Tới rồi, đồ ăn tới rồi. Sammy ăn gì vậy Sam? Bánh mì. Bánh mì hả? Đâu cho coi bên trong coi cái. Ta chưa kịp coi nó đã ăn rồi. Cho xem bên trong coi có gì ạ. Ồ, có chả nè, có thịt gà nè, với lại bánh mì. Ồ. Nước cam với lại sữa chua nữa. Sammy thì sáng giờ tôi thấy bà ăn hơi nhiều mọi người ạ. Ăn nhiều vậy sao? Ăn không sợ mập hả? Trời ơi, ăn quá trời quá đất luôn mẹ ơi, con gái mà ăn. Ăn kiểu này thì ai mà nuôi nổi. Mày chết mày kìa mày. Cái gì vậy? Mày đi điên à? Ok mấy bạn ơi, đã đến Sài Gòn rồi nè. Mấy bạn thấy đẹp chưa? Ui. Lý do mà mình thích đi vào buổi tối là bởi vì buổi tối nhìn Sài Gòn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đấy, nhìn y như là những gọi là ánh sao trên bầu trời vậy. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, đẹp dễ sợ bạn ơi. Ok bạn ạ, cuối cùng cũng tới nơi rồi. Thật sự là ngồi trên đây 1 tiếng mà mình cảm giác như là 10 tiếng vậy. Mình bị say mọi người ạ. Ừ. Không hiểu sao dạo này mình đi máy bay mình lại bị say máy bay. Lúc trước mình đi mình không bị hết trơn, bây giờ lại bị say. Khổ quá. Ok bạn ơi, và hiện tại và hiện tại thì mình đã đến được
Sài Gòn. Và hiện tại nữa thì mình đang đứng ở shop Hero mọi người ạ. Đây, thiên đường của những bạn fan Hero, thiên đường của dân chơi Minecraft các bạn. Thấy không? Minecraft Liên Minh Huyền Thoại. Ở Mini World bên đây là của Hero Team. Đấy. Gói ôm Không Cận nè, mấy bạn nhớ ủng hộ cho gói ôm Không Cận nha các bạn. Đấy. Gói ôm Mr. Dịch nè, đừng có mua nha các bạn. Đấy. Đó. Gói ôm Sammy nè, mua Phong Cận là phải mua thêm Sam đó nha các bạn. Đó, mua nguyên một cặp luôn nha. Ai. À, mệt quá. Nguyên ngày hôm nay tôi bay máy bay, cuối cùng thì tôi cũng đã đến được Sài Gòn rồi. Thì coi như là hôm nay mình đã quay được gọi là cái lần đi Sài Gòn bằng máy bay rồi đó. Thì hôm nay nữa thì mình sẽ đi quay thêm nhiều những cái vlog khác nữa. Và các bạn hãy cùng mình đón xem những cái vlog tiếp theo để xem coi trong vòng 10 ngày mình ở Sài Gòn thì mình sẽ đi chơi ở những chỗ nào nha. Nhớ xem nhé các bạn nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đi thế nào? À quên mất đâu đi đâu. Tính ra tôi kết thúc video mà ta. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Còn bây giờ thì tôi sẽ đi quay thêm vlog cho các bạn xem đây. Bye bye.